Thưa quý khán giả, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Nhưng ngày qua, số ca nhiễm mới được phát hiện trong cộng đồng tăng đáng lo ngại. Có những thời điểm đã vượt qua 400 ca mới phát hiện một ngày. Nhiều địa phương cho biết thời gian qua, tỷ lệ phủ vaccine đã tăng lên rất nhanh, nhưng số người mắc COVID-19 cũng tăng lên rất nhanh do tâm lý lơ là và chủ quan. Trong một tuần qua, số ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tăng lên khá nhanh. Ngày 9 tháng 11, có 403 ca dương tính được phát hiện nhờ xét nghiệm sàng lọc trong tổng số 412 ca được phát hiện. Trong hai ngày, 7 tháng 11 và 8 tháng 11, số ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cũng rất cao, gần 400 ca mỗi ngày. Huyện Gò Dầu đến nay, trên 97% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine ít nhất là một mũi. Lãnh đạo huyện Gò Dầu cho biết, thời gian qua, việc đi lại giữa các địa phương đã thông thoáng. Công nhân và người dân đi lại giữa các địa phương để làm việc mang tâm lý chủ quan, chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, dẫn đến việc một số người mang mầm bệnh từ địa phương này qua địa phương khác, lây lan từ doanh nghiệp ra cộng đồng và ngược lại. Một bộ phận người dân cũng còn chủ quan, lơ là, có tâm lý cho rằng là khi là được tiêm vaccine rồi, nên có lúc là cũng chưa thực hiện tốt cái 5K. Đặc biệt là khi tiếp xúc với người khác ở quán ăn nè, rồi quán cà phê nè, chỗ đám tiệc làm là lây lan cái dịch bệnh. Chúng tôi tiếp tục trong thời gian tới là tăng cường cái tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức, không được chủ quan lơ là trong cái công tác phòng chống dịch. Với cái lượng lớn ca nhiễm trên địa bàn huyện hiện nay á, thì qua trong đó thì có cái chùm ca nhiễm trong doanh nghiệp, là cái việc mà tổ chức các cái khu cách ly cho người nhiễm gặp rất nhiều khó khăn về địa điểm, rồi tổ chức cũng như là cái lực lượng phục vụ, đặc biệt là cái lực lượng y tế huyện phải nói là rất mỏng nhưng phải đảm đương nhiều cái nhiệm vụ. Hiện trên địa bàn huyện Gò Dầu có 6 khu cách ly điều trị. Sắp tới, bệnh viện dạ chiến số 6 khu công nghiệp Phước Đông chuẩn bị đưa vào hoạt động để đáp ứng yêu cầu cách ly điều trị F0 do Trung tâm Y tế huyện quản lý. Với khối lượng công việc như hiện nay, có thể thấy ngành y tế huyện Gò Dầu đang chịu khá nhiều áp lực. Còn tại địa bàn thị xã Hòa Thành, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine cũng đạt tỷ lệ 85%. Số người được tiêm đủ 2 mũi cũng đã đạt gần 50%. Hầu hết các F0 được phát hiện đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Nhu cầu khôi phục sản xuất, giao thương cộng với tâm lý chủ quan của người dân đã tạo ra nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng rất lớn. Cái tỷ lệ, cái tốc độ lây lan nó rất là nhanh, do đó là đội ngũ y tế ở địa phương hiện nay là thường xuyên kiểm tra tầm soát đối với các cái nhóm nguy cơ cao, chẳng hạn như là khu nhà trọ nè, rồi tài xế nè, tiểu thương nè, rồi các cái dịch vụ buôn bán hàng hóa mà có nhiều người nè, để kịp thời phát hiện cái người có nguy cơ. Để thực hiện cái việc phòng chống dịch có hiệu quả thì người dân cần lưu ý thực hiện tốt cái khuyến cáo 5K, nhất là khẩu trang, khoảng cách, không tập trung đông người. Đối với các trường hợp mà nghi ngờ thì đề nghị là liên hệ ngay với trạm y tế bằng hình thức phù hợp, được hỗ trợ cũng như là điều trị kịp thời, mà tránh tình trạng là tự xử lý tại nhà, không đảm bảo quy định. Hiện nay, thị xã Hòa Thành đã thành lập 8 trạm y tế lưu động để theo dõi, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho các ca điều trị tại nhà. Nếu số ca F0 tiếp tục tăng lên, áp lực đối với y tế các tuyến cơ sở cũng sẽ tăng cao hơn nữa. Tại huyện Tân Châu, tính đến trưa ngày 9 tháng 11, người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi 1 đạt 87,94%. Số người tiêm mũi 2 đạt 42%. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng nhanh, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn ra soát số người chưa tiêm vaccine, tăng cường vận động tiêm để tạo miễn dịch cộng đồng. Những ngày qua, mỗi ngày huyện tiêm vét khoảng 200 người. Nhưng giải pháp vaccine là không đủ để giảm số ca lây nhiễm, nhất là trong các doanh nghiệp có lượng lớn công nhân còn có tâm lý chủ quan. Hiện nay thì cái việc mà phát sinh F0 ở trong cộng đồng nó tập trung ở các cái trường hợp tâm lý lơ là chủ quan của bản thân người được đã tiêm vaccine. Có nghĩa là họ cứ nói là họ tiêm 1 đến 2 mũi vaccine rồi chắc không sao đâu. Một cái công ty tiến hành là triển nó hơi nhanh là do là mấy anh này là mấy ảnh không có triệu chứng gì hết à. Đó, do đó đâu có biết là mình đã bị nhiễm. Nhưng là tâm lý chủ quan không đảm bảo 5K, thứ nhất là không giãn cách. Thứ hai nữa là ăn uống chung, thành ra khi mà phát hiện ra là nó, cái số lượng mà F nghi nó cũng khá nhiều. Nó 20 mấy trường hợp một lúc. Sáng nay cũng đi kiểm tra trên tinh thần là phải tăng cường quyết liệt
Nói chung là bằng nhiều hình thức là tuyên truyền cho ráo riết bà con không lơ là chủ quan với cái việc đã tiêm vaccine. Bên cạnh các biện pháp tăng cường tuyên truyền để người dân không lơ là chủ quan sau khi đã tiêm vaccine, huyện Tân Châu chuẩn bị làm việc với một số cơ sở kinh doanh để đề nghị trang bị bản quét mã QR. Biện pháp này nhằm đảm bảo khách hàng và người lao động hàng ngày thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, hạn chế việc các F0 làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thưa quý khán giả, có thể thấy là các địa phương trong tỉnh Tây Ninh đang đối mặt với đợt bùng phát dịch mới đáng lo ngại. Chúng ta vẫn phải thực hiện tốt 5K dù được tiêm vaccine để bảo vệ bản thân và cộng đồng thật tốt. Ngoài vaccine ngừa COVID-19 thì mỗi người chúng ta phải nâng cao và tự trang bị vaccine ý thức cho chính mình.